Hello, xin chào. Hôm nay đi đâu làm gì sẽ đưa quý vị đi thăm một chỗ rất là đẹp. Chỗ này mình đặt tên cho nó là Thung lũng hoa vàng, hay là hoa vàng dưới chân em. Ok, let's go. Cái đoạn đường từ nhà mình mà đi đến chỗ này á, là khoảng chừng 3 tiếng rưỡi lái xe. Thành ra nó hơi xa một chút, mà điều nó rất là đẹp. Xin mời quý vị theo dõi nha. Thành ra sáng hôm nay tụi mình đã dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đi. Mình rời nhà lúc 6 giờ là mình đã có mặt trên freeway rồi. Đầu ngay khúc này thì mình thấy chỗ nào đẹp thì mình sẽ tấp xe vô để mình chụp vài tấm hình nha, để cho quý vị coi thử đẹp cỡ nào. Nhiều chỗ nó đẹp lung linh luôn, không thể nào diễn tả được. Đó, bốn con cào cào của tôi nó bắt đầu nó ra, nó hành tôi rồi đó. Mình nhiều khi trong cuộc sống mà có những người bạn trẻ như vậy cũng vui. Người ta làm cho mình cái cuộc sống mình không có buồn chán. Cứ tới sắp sửa weekend là nó cứ hoài ơi ơi, hồi chỗ này đẹp lắm, chỗ kia đẹp lắm, rồi nó cứ cù mình chở nó đi chơi thì cũng vui. Như vậy nó làm cho mình trẻ hoài. Đó, quý vị thấy chưa, hai bên sườn núi là hoa vàng nó nở rực rỡ luôn. Năm nay nhờ mưa nhiều thành ra hoa nó nở nhiều. Đúng ra nếu mà mình có thì giờ mình đi trước khoảng chừng tuần trước á thì hoa nó sẽ nhiều hơn. Lúc này nó bắt đầu tàn rồi mà nhưng vẫn còn rất là đẹp. Cái đường đi thì mình cứ chạy từ từ rồi mình cứ enjoy cái view thôi. Mình thấy chỗ nào đẹp á thì mình tấp vô chụp hình rồi đi. Rất là nhiều người người ta cũng đi tới đây để chụp hình.
Đứng trước ngã ba đường này, giờ chị không biết vào trái hay là vào phải. Thôi, vào trái đi. Xa xa thì thấy nó đẹp vậy chứ vô gần nó xấu. Nhưng mà mình có mấy cái nhà đó rất đẹp. Thật sự mình đứng giữa đường chụp đẹp. Cao cao đi chụp hình. Đẹp chưa? Quý vị thấy đẹp chưa? Vùng trời mênh mông toàn là vàng không? Yes. Wow.
trời này. Nước gì? I have a lot in the car. Bốn con đi mấy giờ rồi ta? Nhiệt độ ngoài trời bao nhiêu? Đúng vậy. Cảm giác sao vậy? ở đây hiện tại chị đi kiếm không thấy cái nhà thân điên nào hết. Mà tại sao thì đâu có, thì bởi không thấy nhà thương điên mà tại sao có bốn đứa điên nó vượt ra đây hay vậy ta? Điên nó điên khôn. Rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Jackie. You. Jackie. Thank you. Hai ba. Hai ba. Rồi. Này chị chỉ đứng thôi, là dưới chân chị là hoa vàng không? Đẹp. Ăn xong chụp hình cho đi nữa. Chụp bớt gì không? Mới đi bơi, mới đi đâu vậy đó? Mới đi đâu vậy đó? Làm gì? Khai báo. Thật tình khai báo. Ờ. Anh thấy cây nó hơi bị khô á. Dục nó lên đi.
Để khi nào mà gió bay nó nha. Đó. Đó, bốn con điên nè, nhìn đây nè, bốn con điên nhìn đây nè, đó. Mũ á, mũ thì em chịu đội đến đầu đem để đội dưới chân nè, ngon không? Quý vị thấy ngon chưa? Đó, đẹp chưa? Đó. Rồi. Đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc vui của anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại.